phổ biến tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều khó khăn vướng mắc trong việc xử lý đối với đơn vị doanh nghiệp phá sản giải thể, chủ sử dụng lao động bỏ trốn hay là ngừng hoạt động. Đây là những vấn đề nan giải trong việc thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Trong những năm gần đây, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động trên cả nước có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tình trạng hạn chế tồn tại kéo dài trong nhiều năm qua về cái việc là doanh nghiệp cố tình không chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, không đóng đủ thì giải pháp như thế nào? Hoàn toàn chưa có cái trình để giải quyết về vấn đề doanh nghiệp chủ bỏ trốn, gồm cơ quan tuyên bố chủ bỏ trốn là ai? Thưa các ông chí, chẳng có luật nào quy định. Thứ hai là giải quyết các vấn đề từ tài sản đến các khoản nợ rồi ưu tiên như thế nào, cho ai như nào trả đâu quy định. Giờ chỉ tốt nhất là khi chủ bỏ trốn là công đoàn xuống để hỗ trợ đã. Đối với các đơn vị mà doanh nghiệp tư nhân FDI thì đây là những đơn vị thì báo cáo đồng chí đây là họ bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc họ ngừng sản xuất kinh doanh không có dòng tiền. Đấy. Nhưng mà đa số báo cáo đồng chí đây là những các cái doanh nghiệp ấy, mà họ bỏ địa chỉ kinh doanh. Có những doanh nghiệp là mất tích liên hệ không được. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy. Thế cho nên là cái này thu hồi rất khó khăn. Nhiều chuyên gia đề nghị chính phủ thực hiện nghiêm túc các quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc khảo sát, đánh giá đối tượng, thiết kế chính sách để việc trình đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm, thậm chí là luật tố tụng lao động để có thêm cơ sở pháp lý giải quyết các tranh chấp giữa các chủ thể trong mối quan hệ lao động.